Tập 9. Tôi không cảm thấy uất ức. Tôi có gì mà uất ức chứ? Bây giờ tôi là kẻ giết người. Tôi có tư cách gì để uất ức? Dù cho có uất ức thì cũng có ai quan tâm đâu. Cam Thiên Lôi, đó không giống phong cách của cậu. Muốn gì nói đó đi. Chỉ hai chúng ta thôi. Được. Vậy tôi muốn hỏi bác, khi tôi liều mạng truy vết ma túy thì bác ở đâu? Khi tôi sức bị chôn sống thì bác ở đâu? Tôi cũng là cảnh sát, không phải tội phạm. Khi người của bác chỉ súng vào tôi, có nghĩ tới cảm nhận của tôi không? Kể cả thế giới này có quên mất Cam Thiên Lôi tôi là người như thế nào, thì cục trưởng Thai cũng không được quên. Tôi thà bị bọn buôn ma túy bắn chết, chứ không chấp nhận các người không tin tưởng tôi. Còn muốn nghe gì nữa? Tôi nói bác hay, tôi không giết người. Tôi không giết người. Bác nghe rõ chưa? Vậy hay là như vậy? Chìa khóa ở chỗ tôi. Cậu mở nó ra. Tôi mở cho cậu. Bây giờ tôi sẽ mở cổng. Nào. Tôi mở ra cho cậu. Vì cậu bị ấm ức. Mở ra xong cậu còng vào tay tôi. Nếu cậu thấy vẫn chưa hả giận thì tôi sẽ xin lỗi cậu. Nào, bớt trò này đi. Cậu mới bớt trò này với tôi. Cậu tưởng cậu bị còng thì tôi thấy dễ chịu sao? Cậu tưởng chỉ mình cậu cảm thấy ấm ức sao? Tôi nói cho cậu bao nhiêu lần rồi, một người đàn ông sụng răng cũng phải nuốt vào bụng, gãy tay thì rút vào tay áo. Có mỗi cậu thấy ấm ức thôi sao? Cậu qua hỏi chi đội phòng chống ma túy xem cảnh sát phòng chống ma túy nào chưa chịu ấm ức. Chịu ấm ức là khóc sao? Vậy được, tất cả cảnh sát ôm nhau khóc. Khóc thì được gì? Khóc là khỏi làm cảnh sát nữa sao? Khóc là khỏi phòng chống ma túy nữa sao? Trách nhiệm của cảnh sát chúng ta là để người dân được sống trong sự an toàn. Muốn người dân được sống dưới ánh mặt trời thì phải có người cản bóng tối chứ. Vụ án Dương Tiểu Ngọc hiện đang gây ảnh hưởng cực kỳ xấu trong xã hội. Chúng ta phải cho người dân thành phố một lời giải thích chứ. Chúng tôi là cảnh sát, chúng tôi chỉ tin vào sự thật. Hiện giờ mọi chứng cứ đều chỉ về cậu. Tôi không có giết người. Chứng cứ nói là cậu giết. Tôi chỉ tin chứng cứ. Cậu nói tôi biết, cục trưởng cảnh sát tôi đây nên làm thế nào thì cậu mới vừa lòng. Nếu cậu thấy bức bối thì hãy khóc ra. Những câu khiển trách của cục trưởng Thai làm tôi nhớ tới lời của thầy Lương Thắng. Em sốc nổi nóng nảy, điều này phải sửa. Xin lỗi chị. Năm tôi 7 tuổi, ba tôi thành liệt sĩ, hy sinh dễ dàng. Kể từ đó,
Tôi đi theo chiến hữu của ông, cũng tức là thầy Lưu Thắng của tôi sau này, học môn quyền Anh tự do. Ngay cái hôm tôi thắng giải toàn quốc, mẹ cũng mãi mãi rời xa tôi. Chào huấn luyện viên Lư, chào chủ nhiệm Lý. Thiên Lôi, đây là chủ nhiệm Lý, thầy đã giới thiệu với em. Chào chủ nhiệm Lý. Cam Thiên Lôi, hắc mã lớn nhất của cuộc thi lần này, ước mơ quán quân 3 lần liên tiếp của lớp Triệu Gia đã bị một đòn của em làm tan vỡ. Nào, mời ngồi. Huấn luyện viên Lưu, ý của trường anh nói với cậu ấy rồi chứ? Nói rồi. Em Thiên Lôi, thế nào, chịu tới học viện cảnh sát học không? Em là học sinh bị trường đuổi, trường thầy cũng giận sao? Tôi xem hồ sơ của em rồi, biên bản duy nhất kinh động tới cảnh sát chúng tôi, sau cùng phán quyết là em tự vệ chính đáng. Ba em là quân dân cống hiến cho quốc gia, em là đứa bé có bối cảnh sạch sẽ, còn là quán quân toàn quốc, sao chúng tôi lại không giận chứ? Vậy ý thầy là em không cần thi cũng vào học được sao? Thiên Lôi, đặc cách phải theo phương thức đặc cách. Nếu em có ý định này, chúng tôi sẽ cho em thi những bài thi văn hóa bắt buộc. Thiên Lôi, học viện cảnh sát Cám Đô là trường của vô số anh hùng, em có thể suy nghĩ vài ngày, quay về hỏi ý kiến của người nhà. Tuần sau là chúng tôi chốt danh sách, khi đó em phải cho chúng tôi câu trả lời. Người nhà, trong trường cảnh sát, tôi quen với anh Hùng và Hiểu Lôi. Chúng tôi luôn đi với nhau như hình với bóng, được mọi người của trường gọi là tam giác sắt. Nào, mời mọi người soda chanh. Hiểu Lôi, cô tận dụng ngày nghỉ vừa học vừa làm, kiếm tiền học phí sinh hoạt phí. Tôi giơ tay tán thành. Nhưng mà con trai như tôi làm thêm ở ba như vậy thì cũng được đi. Còn con gái như cô chạy tới đây làm thêm, không tốt chút nào, cô nhìn đi, giàn thao lẫn lộn nguy hiểm quá chừng. Nhìn Thiên Lôi xem, làm thêm ở phòng game, đúng không? Vừa kiếm được tiền vừa được tập gym miễn phí, tốt quá mà. Thôi bỏ đi, đổi chỗ làm. Sắp tốt nghiệp rồi, công việc của chúng ta nguy hiểm như vậy, đến lúc đó ai sẽ săn sóc tôi như một cô gái chứ? Tôi tới đây để rèn luyện trước. Rồi rồi rồi, nói không lại cô, nói không lại. Tôi cũng phải đi đây, tôi phải đi làm. Thiên Lôi, anh ở đây trông chừng cô ấy. Lát nữa tăng làm chúng ta đi ăn xiên nướng. Được được được, giàn thao lẫn lộn anh phải cẩn thận vào. Tôi là con trai, cô là con gái. Tôi bưng bia trước đây. Khi Hiểu Lôi vừa học vừa làm ở quán bar, gặp phải lưu manh chọc ghẹo, tôi không chịu nổi, ra tay đánh người, nên mất cơ hội tiếp tục học tập ở trường cảnh sát. Chuyện này chúng tôi đã điều tra rõ, đối phương cũng đã chịu hòa giải. Chắc mấy ngày này em sẽ được thả ra. Em yên tâm. Vậy em còn có thể ở lại trường không? Em nghĩ sao? Em đã phạm lỗi, em sẵn sàng gánh chịu hậu quả. Đảng ủy trường đã mở cuộc họp thảo luận chuyện của em, sau cuộc quyết định kỷ luật bằng hình thức giữ lại trường quan sát. Còn việc có thể làm cảnh sát hay không phải xem biểu hiện sau này của em. Dạ. Thầy mắc bệnh nặng, sau khi để lại một lá thư cũng rời bỏ tôi. Thiên Lôi, chuyện đời vô thường, ai rồi cũng phải chết. Em không phải buồn, giờ chỉ có em là thầy không thể yên tâm. Thầy dặn thêm mấy câu, nếu em làm được thì cũng không uổng nổi khổ tâm bao năm qua của thầy. Ba em là một anh hùng, nhớ năm xưa anh ấy nói, làm quân dân là phải bảo vệ nước nhà, cứu giúp người khác. Anh ấy nói được làm được. Những năm qua, thầy muốn bồi dưỡng em thành người như ba em. Phẩm hạnh em không tệ, vào lòng dũng cảm, là đứa bé tốt. Em sốc nổi, nóng nảy, không thể kiểm soát cảm xúc của mình. Điều này phải sửa. Cả đời thầy dành dụm được 2 tấm thẻ ATM, thẻ trong nhà thầy để cho con gái của thầy, thẻ này cho cậu. Cái đêm cậu gặp chuyện,
thầy đã ngã quỵ ở văn phòng. Đây là hung khí sát hại Dương Tiểu Ngọc. Chúng tôi tìm được 3 dấu vân tay trên đó, trong đó có một dấu rõ nét. Dù 3 dấu vân tay đều là của Cam Thiên Lôi thì cũng chỉ là chứng cứ độc lập, phải điều tra bổ sung chứ. Qua khám nghiệm để xác định, chúng tôi tìm được lông của đàn ông trong âm đạo nạn nhân. Sau khi xác định là vân tay của Cam Thiên Lôi, chúng tôi đã đối chiếu ADN ngay trong đêm, phát hiện ADN sợi lông hoàn toàn khớp với Cam Thiên Lôi. Liệu có khi nào có người đặt vào sau khi Dương Tiểu Ngọc chết không? Phòng thí nghiệm cũng đã kiểm tra phân tích, xác định nó đưa vào khi nạn nhân còn sống. Đây là chiếc điện thoại chúng tôi tìm thấy trong góc tủ đồ của phòng nạn nhân. Đã xác nhận nó được nạn nhân dùng khi còn sống. Lịch sử trò chuyện cho thấy trước khi bị giết, nạn nhân đã gửi một video cho Cam Tiểu Noãn, cũng tức là con gái của Cam Thiên Lôi. Trạng thái của Dương Tiểu Ngọc rõ ràng là bị bức ép. Nhưng bây giờ trọng điểm là khi Dương Tiểu Ngọc bị giết, Cam Thiên Lôi không có chứng cứ ngoại phạm, có ở hiện trường hay không, phải chờ điều tra thu thập chứng cứ mới biết được. Được rồi, không sao nữa. Cô về nghỉ ngơi nhiều vào là được. Được, cảm ơn. Anh bận việc đi đi. Được, không có gì. Alo, Hiểu Nhi. Cam Thiên Lôi bị tạm giam sao? Được, tôi biết rồi, tôi về ngay. Cứu mạng với, cứu mạng. Tiểu Đoạn, tôi biết dấu vân tay của con dao đó từ đâu ra rồi. Hôm đó họ bắt Tiểu Đoạn ở chợ, tôi đánh nhau với họ, cướp dao để lại dấu vân tay từ lúc đó. Thông tin này rất quan trọng, phải nói với anh Hùng. Giờ cô đó. Bài thơ là. Alo anh Hùng, tôi Mã Thụy đây. Cam Thiên Lôi nói dấu vân tay trên con dao để lại từ chỗ cái chợ gần nhà họ. Anh điều tra đi. Cảm ơn. Đợi lát. Chi đội trưởng Hùng, có chuyện gấp, cậu qua đây ngay đi. Chuyện gì vậy? Về rồi nói. Cam Thiên Lôi gặp chút rắc rối. Được, tôi về ngay. Canh tự ăn hết nha. Nóng quá. Như vậy đi, anh về đội cảnh sát đã. Em cũng biết người giỏi như anh, đúng không? Đội cảnh sát không thể thiếu anh. Như đội trưởng Hùng thiếu hơi anh thì có sống được không? Chú Hùng gọi cả người có hay không cũng được trong đội cảnh sát. Như anh về, chắc lần này thiếu nhân lực thật. Sao anh là người có hay không cũng được chứ? Đừng nói nhảm nữa, quỳ thỉnh an rồi lui đi. Dạ được. Ăn hết canh nghe chưa? Biết rồi. Sao anh phiền như vậy? Báo cáo, vào đi. Chi đội trưởng Hùng, Lý Khắc tới trình diện. Đến rồi à? Đội trưởng Mã, sở trưởng Diêu, tôi giao người cho anh nha. Cam Thiên Lôi đúng không? Phải. Cục trưởng Thai có nói với tôi về anh. Tình hình của anh tôi cũng nắm bắt được một chút rồi. Cục trưởng Thai bảo tôi săn sóc anh ta. Đưa vào đi, đưa vào. Yên tâm. Alo.
Sao vậy Tiểu Lý? Phát hiện lớn. Mọi người tạm ngưng việc đang làm. Đội chúng ta có người mới, Lý Khắc, điều từ đại đội cảnh sát tuần tra qua. Tất cả chào mừng. Xin chào. Được rồi, chào mọi người. Tôi tên Lý Khắc. Sau này mong mọi người chỉ bảo thêm. Chúng ta có gặp nhau rồi. Tôi tên Cao Đông. Văn Chứng. Xin chào. Phúc Hiệu Di. Anh là nhân tài hiếm có mà chi đội trưởng Hùng nói đúng không? Cự thật. Tôi tên Thượng Kính Nghiệp. Gọi Thượng Nhi được rồi. Xin chào. Nhìn anh chắc là lứa 9X nhỉ? Tôi 10X. Thượng Kính Nghiệp, anh lại là 10X à? Anh cái gì cũng dám nói. Anh mà 10X gì? Anh ăn hóc môn tăng trưởng hay sao mà 10X? Mã Liệt, xin chào. Hân Hạnh, xin chào. Lý Khắc đúng không? Nói thật. Chi đội trưởng Hùng hay nhắc anh lắm. Chỉ giáo thêm. Đủ rồi. Được rồi, làm quen cũng đã làm quen rồi. Lý Khắc, sau này làm việc ở đây. Ừ thì đại đội một của mình giờ đây thời gian cấp bách, nhiệm vụ nặng nề. Nhưng mà đó là chuyện tốt. Có vụ án thì có thành tích. Có thành tích sau này sẽ được bầu chọn tiên tiến. Sau này các cô cậu còn có thể lập công nhận thưởng. Đúng vậy. Mấy hôm trước đại đội 3 xin vụ án từ chỗ tôi không cho. Hay chỉ đội trưởng Hùng với đại đội 1, anh không có chỗ chê. Nói thừa. Tôi cũng có từ đại đội 1 ra đâu chứ. Rồi, nói tiếp đi. Sau khi Lý Khắc tới, quả thật cũng làm trạng thái hiện giờ bớt căng. Tiếp sau đây, tôi sẽ nói với mọi người trọng tâm công việc của đội. Hiện tình hình đặc biệt, vụ án của Cam Thiên Lôi chắc chắn là quan trọng hàng đầu, đúng không? Nhưng mà chúng ta cũng không thể dùng hết tâm sức vào mỗi Cam Thiên Lôi. Vụ án khác nên theo dõi vẫn phải theo dõi, đúng không nào? Hiện tại đội trưởng Triệu đi học, không thể về ngay được. Giờ chỉ có tôi và đội trưởng Dương. Để tiện cho việc triển khai công việc sau này, tôi sẽ chia lại nhóm nhỏ. Cao Đông, Thượng Nhi, Mã Liệt, ba người theo tôi tiếp tục phụ trách vụ án của Cam Thiên Lôi. Dạ hiểu rồi. Hiểu gì? Văn Chứng và Lý Khắc, ba người theo đội trưởng Dương xử lý các vụ án khác. Hiểu chưa? Dạ được. Thả lỏng đi không sao. Hiểu gì? Về sau chị dẫn cô ấy thêm. Tất nhiên rồi, cũng không phải tuyệt đối như vậy. Nếu các vụ án có đang xen thì phải trao đổi với nhau, biết chưa? Thượng Nhi và Mã Liệt, mau đi điều tra hành tung của Cam Thiên Lôi hôm xảy ra vụ án. Hiểu gì? Cô và Lý Khắc mau tới chợ điều tra vụ án con dao, đã hiểu chưa? Hùng Quốc Lương, Hiểu Lôi, anh đang sắp xếp lại nhóm đây. Cao Thiên Lôi đã làm gì anh không rõ sao? Không. Ai liều bạn truy tìm ma túy, bắt bọn buôn ma túy, sao lại thành kẻ giết người? Vào văn phòng anh rồi nói. Không đi. Nghe anh, vào văn phòng đó cho tôi lời giải thích hợp lý đi. Anh giải thích cho em nghe. Nào đi đi. Anh ấy còn là bệnh nhân, anh không rõ sao? Anh biết rồi. Hóng hớt cái gì? Phải làm gì thì làm đi. Đi đâu đó? Nói ngay cho tôi. Bây giờ anh nói đi. Em đó bé thôi, không thể giải thích rõ đúng không? Tôi cho anh biết, hôm nay anh phải cho tôi lời giải thích hợp lý. Nếu không tôi không để yên đâu. Tự xem đi. Chỉ cái này à? Rõ ràng là du giả. Anh không nhìn ra sao? Con dao đó chứng minh được cái gì? Cả video kia nữa, sao lại chứng minh được là Cam Thiên Lôi bức ép Dương Tiểu Ngọc? Một sợi lông càng buồn cười hơn. Cam Thiên Lôi đi một vòng to như vậy là để hiếp rồi giết sao? Động cơ giết người của anh ấy là gì? Như vậy có hợp với lương sức của người thường không? Anh biết. Những lời này anh cũng đã nói với cục trưởng Thai không dưới 800 lần rồi. Còn vụ con dao anh cho người điều tra rồi. Cục trưởng Thai nói không sao. Xuất phát từ tình cảm cá nhân, chắc chắn anh phải tin Cam Thiên Lôi rồi. Nhưng mà chúng ta là cảnh sát, chúng ta phải dựa vào bằng chứng. Khi Tiểu Ngọc chết, Cam Thiên Lôi không có chứng cứ ngoại phạm. Anh ấy đã đi đâu? Chúng ta phải điều tra chứ, em biết không? Đợi đã. Anh vừa nói cục trưởng Thai, sao bác ấy biết Cam Thiên Lôi không có chứng cứ ngoại phạm? Cam Thiên Lôi tự nói, anh ấy bảo khi đó anh ấy chạy bộ. Không đúng, chắc chắn không đúng.
Sau khi cục trưởng Thai nói thì Cam Thiên Lôi mới nói. Vậy sao cục trưởng Thai biết Cam Thiên Lôi không có chứng cứ ngoại phạm? Ở đây chờ anh, chờ anh. Cam Thiên Lôi, cục trưởng Thai, anh hùng, Hiểu Lộ sẽ không tin anh giết người. Bắt giam anh chắc chắn là có sự sắp xếp mới. Tự mình nằm trong mắt bảo, chỉ có thể chờ. Là phòng này do cục trưởng Thai đã dặn để tôi quan tâm anh một chút. Hai lời khuyên: thứ nhất, đừng gây chuyện, lo thân mình, không động tới người khác. Còn điều thứ hai là trong phòng có một tên họ Lê, anh vào đó là sẽ thấy ngay tên đó có sâu đặc trưng lắm. Người này nói sao nhỉ? Tinh thần hơi có chút có vấn đề. Hắn giết vợ mình, giết xong thì lại tóm lại thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn. Được chứ? Anh yên tâm, tôi sẽ không gây rắc rối cho anh đâu. Vào đi, làm phiền anh rồi. Chỗ đó của anh. Diêu đầu to bếp xếp với mày rồi phải không? Giới thiệu như thường lệ thôi. Chỗ chúng ta, bất kể là ở trong hay ngoài, thì con người luôn có những tật xấu, mày đừng để bụng. Nhưng họ lại có chung một ưu điểm. Là gì? Biết sợ. Vào thế nào vậy? Coi bộ dạng hèn hèn của mày, bị vợ cắm sừng phải không? Để tao nói cho mày biết luật ở đây. Không thấy tao đang học sao? Ầm ĩ như vậy làm gì? Bỏ đi. Có ấn tượng. Hôm đó chúng tôi đang nhảy ở đây, cậu ấy chạy qua chạy lại chỗ này tận mấy vòng. Nói chứ, cơ tay cậu ấy cả tôi cũng muốn sờ vài cái. Cô à, cô chắc người cô nhìn thấy là người trong ảnh, đúng không? Vốn ra tôi cũng khá chắc chắn, nhưng mà cậu hỏi như vậy thì tôi lại không dám chắc nữa. Vậy số của cô chắc hay không? Cô xem kỹ lại đi. Xem kỹ đi. Vào đi. Cục trưởng Thai, sao bác lại ăn mì ly nữa? Đã nói bác bao nhiêu lần rồi, ăn món này không lành mạnh. Tôi chưa ăn cơm mà. Sủi cảo. Chào bác. Nhân hẹ. Mẹ cô gọi xong, chẳng tôi phải mang qua cho bác ấy. Được. Cục trưởng Thai, vụ án của Cam Thiên Lôi có phát hiện mới. Nói đi, nói đi. Theo chỉ thị của bác, chúng tôi là kiểm tra lại từng cảnh, từng clip cam giám sát lúc trước. Kết quả thực sự tìm ra một chi tiết trước đó chúng tôi đã bỏ sót. Đêm trước khi xảy ra vụ án,
Sau khi Cam Thiên Lôi về nhà, trong nhà còn có người thứ hai. Còn người thứ hai, có người muốn ra tay với Cam Thiên Lôi. Không giống lắm. Khi đó Cam Thiên Lôi đang ngủ. Nếu kẻ đó có ý định giết người thì Cam Thiên Lôi đã không thoát ra được. Sau khi Cam Thiên Lôi ngủ dậy đã vào nhà vệ sinh ngay. Rồi từ nhà vệ sinh ra phòng khách rót nước. Kẻ đó nhân khe hở khi Cam Thiên Lôi đi rót nước, mau chóng đi vào nhà vệ sinh. Cũng tức là lúc này hắn đã bị lộ. Nhưng mà hắn cực kỳ cẩn thận và còn có trình độ chuyên môn nhất định, bám sát vào tường mà đi. Nên là chúng tôi chỉ quay được nửa cái chân của hắn. Vào đi. Cục trưởng Thai. Đội trưởng Mã cũng ở đây à? Có chuyện này em mãi không hiểu, em muốn hỏi thầy. Sao thầy lại khẳng định Cam Thiên Lôi không có chứng cứ ngoại phạm? Không lẽ có vụ gì trong này? Chuyện gì? Thầy không giấu em chuyện gì đó chứ? Giấu cậu? Cậu biết rõ hết rồi mà. Đi thôi. Được ăn hết. Chừa cho tôi một ít. Mình biết ngay là có chuyện mà. Cục trưởng Thai, thầy bắt đầu từ khi nào vậy? Kể từ ngày đầu tiên Cam Thiên Lôi xuất diện, tổ điều tra này đã được thành lập rồi. Thầy chưa bao giờ nói với em, thì giờ đang nói với cậu. Chúng tôi đã tiến hành giám sát Cam Thiên Lôi ở mức độ cao nhất. Giám sát qua cam chỉ là một phần trong đó. Linh Linh, chiếu phát hiện của cô đi. Tôi hiểu rồi. Sợi lông trong người Dương Tiểu Ngọc là từ đây mà ra. Em bảo mà, Cam Thiên Lôi bị người ta vu khống hãm hại. Trích xuất camera của Cam Thiên Lôi hôm xảy ra vụ án. Đây là 2 tiếng trước khi vụ án xảy ra. Cam Thiên Lôi ra khỏi nhà. Đây là 1 tiếng rưỡi sau khi vụ án xảy ra. Cam Thiên Lôi về nhà. Nói vậy anh ấy không có chứng cứ ngoại phạm thật. Nhưng mà anh ấy mặc như vậy, bảo là đi chạy bộ cũng không phải không có khả năng. Cái tôi cần là chứng cứ. Cậu ấy đi chạy bộ hay đi làm việc khác, đó là trách nhiệm của cậu. Cậu phải cho tôi biết kết quả chứ. Em biết. Ý em là Cam Thiên Lôi là bệnh nhân. Anh ấy ở trại tạm giam, thêm một ngày là thêm một phần nguy hiểm. Tôi đã lấy tuổi đảng ra đảm bảo với sở phó phạm. Tôi không lo cho cậu ấy chắc. Tôi không biết ở thêm một ngày là thêm một phần nguy hiểm sao. Nếu cậu lo cho cậu ấy thì mau đi tìm manh mối mới, bác bỏ kết luận hiện có, cho cậu ấy ra được sớm đi. Mã Thủy, cô nói xem. Xét từ xuất phát điểm sự kiện hiện giờ, quả đúng là có người nhằm vào Cam Thiên Lôi. Bây giờ Cam Thiên Lôi cuốn vào vụ án cây sơ. Chúng ta phải bảo vệ cậu ấy. Nhưng mà bảo vệ thì bảo vệ, không thể để cậu ấy thích làm bậy làm bạ thì làm. Vụ án Dương Tiểu Ngọc ấy cũng bị cuốn vào. Bất kể là ai muốn đổ tội thì chúng ta cứ nhân cơ hội này nhốt cậu ấy lại. Một là để bảo vệ cậu ấy, hai là tung quả mù để bọn họ tưởng đã đạt được mục đích rồi. Quan trọng nhất là giúp các người tranh thủ thời gian để điều tra. Phải nhanh chóng tìm ra chứng cứ mới, giúp cậu ấy rửa sạch tội danh. Tổ điều tra này vẫn chưa được công khai đâu. Dạ hiểu rồi. Sủi cảo. Tôi chưa ăn mà. Tôi còn chưa ăn đó. Được đó đội trưởng Mã. Không hổ là trinh sát hình sự lâu năm. Cô đang chơi kẻ ngụy trang sao?
Ông ơi, ông thường câu cá ở đây sao? Không thì sao nữa? Tay tôi ngày nào mà không sợ cái con trơn trơn là ngứa cái. Con trơn trơn gì? Cậu bé còn là gì được? Thì là cá đó. Ông ơi, vậy phiền ông xem thử dạo này có thấy người này không? Có. Chạy bộ phải không? Phải. Chỗ này người chạy bộ buổi sáng không nhiều, đêm mới nhiều. Cậu ấy thường chạy bộ buổi sáng, nên tôi nhìn vài cái là nhận ra ngay. Dạ được thưa ông. Ông câu thêm nhiều con trơn trơn. Cảm ơn ông. Được. Ông ơi, ông có thấy người này chưa? Tôi không quen, không quen. Cảm ơn. Ông đánh cờ sao? Nhảy con mã chiếu tướng. Nếu ông ấy mà chiếu ngược lại thì ăn ngay con xe, rồi cho pháo chìm nhảy con mã lần nữa, làm phát mã hậu pháo chiếu chết ngắt. Xem cờ không lên tiếng, cậu có hiểu không vậy? Dạ đúng, dạ đúng. Xin lỗi ông, xin lỗi. Cậu nhóc khá lắm, được phải không ông? Ông Dương dáng này không tính. Ông làm gì vậy? Ông đừng giận, đừng giận. Cháu xin lỗi ông, cháu sai rồi. Sao xin lỗi ông được không? Nghỉ một lát đi, vừa hay ông xem hộ cháu. Ông có ấn tượng với người này không? Tôi đục thủy tinh thể, không thấy, không biết gì hết. Cậu nhóc à, kệ ông ấy đi. Cậu có chuyện gì, cứ hỏi tôi này. Dạ được. Ông ơi, ông xem hộ cháu. Ông có ấn tượng với người này không? Tôi xem. Đây. Cậu hỏi ông ấy thì được gì, phải hỏi tôi này. Kìa ông, vừa rồi ông nói mắt ông không được tốt mà. Tôi tức quá nên mới nói như vậy. Hồi xưa tôi làm phi công, con mắt của tôi, chân con mũi có mấy cọng lông, tôi còn có thể nhìn rõ được nữa là. Ông là phi công sao? Vậy cặp mắt của ông chắc chắn là như quả nhãn kim tinh rồi. Vậy ông nhận dạng giúp cháu với. Người này nhìn hơi quen. Tôi nhớ ra rồi. Cái cậu này chạy bộ ở đây mỗi ngày. Chắc chắn là người này sao? Chắc chắn. Tôi còn bảo thể lực cậu ấy rất tốt, rất giống phong thái của tôi hồi trẻ. Không phải tôi phét lét đâu. Dạ không, không, không. Cái hồi tôi làm phi công đó chắc chắn là bậc thầy rồi. Không giấu gì ông, năm đó cháu cũng muốn làm phi công. Bộ cánh phi công đẹp trai quá trời, có đúng không? Đúng, đúng. Quan trọng là bây giờ cháu còn nhiệm vụ, cháu nói chuyện với ông sao nhé. Ơ này, ơ kia. Còn hỏi xong là muốn chuồn sao? Không có. Đứng đây, chờ tôi kể xong cậu hãy đi. Tôi nói cậu nghe, nếu không gì thấy cậu mặc bộ này, tôi ắt trị cậu cho mà coi. Được rồi, đừng có làm mất thời gian của con người ta nữa. Để người ta đi làm việc đi. Cảm ơn ông, cảm ơn. Có chuyện gì ông nói với tôi này. Tôi kể cho ông cũng gần 20 năm rồi. Ông nghe chưa thấy ngán sao? Sao mà ngán được? Hấp dẫn như vậy mà. Được, được, được. Vậy tôi kể ông nghe thêm. Nói đi. Hồi tôi làm phi công, ông còn trần truồng kia kìa. Vậy là anh bị cục trưởng Thai thuyết phục như vậy sao? Thì người ta là cục trưởng, còn anh là chi đội trưởng. Anh cũng không muốn bị thuyết phục đâu. Hết nước rồi. Vậy được. Anh kể lại tôi nghe những gì cục trưởng Thai nói với anh. Cụ thể xem. Là như vậy. Cục trưởng Thai của anh phân tích vụ án. Theo tình thế hiện giờ rất rõ ràng đã có hai phe thế lực. Một phe là nhà họ Đàm tới từ Myanmar. Một phe là thế lực có liên quan tới Ca Sơ. Tóm lại có một phe rõ ràng là muốn lấy mạng của Cam Thiên Lôi. Chỉ là bây giờ chúng ta chưa biết suốt cuộc là nhà họ Đàm hay là Ca Sơ. Hiện giờ địch trong tối, ta ngoài sáng. Ý cục trưởng Thai là đúng lúc Cam Thiên Lôi cuốn vào vụ án Dương Tiểu Ngọc nên phải đưa anh ấy vào trong tù. Đó cũng là cách bảo vệ gián tiếp. Có hiểu chưa? Ngoài ra còn có thể tranh thủ thời gian để chúng ta phá vụ án này.
Anh thấy cục trưởng thai nó có lý. Nhưng mà cái lý do này tôi thấy là không công bằng cho Cam Thiên Lôi. Hiểu Lôi, em đừng có hành động cảm tính, có được không? Với kinh nghiệm của em nói xem, Cam Thiên Lôi phải vào đúng không? Thôi được, giờ điều duy nhất chúng ta có thể làm là mau chóng rửa sạch hiềm nghi cho Cam Thiên Lôi đúng không? Bà cô ơi, anh đã cho người đi điều tra hỏi thăm rồi. Lý Khắc và Hiểu Di cũng phát hiện nghi vấn hung khí từ camera rồi. Hội đồng tử cũng đang điều tra chứng cứ ngoại phạm. Chúng ta làm từng bước, có được không? Đúng là bà cô của tôi mà. Alo. Sao? Có chuyện gì rồi? Què chết rồi. Cái gì? Vậy còn Cam Thiên Lôi? Cam Thiên Lôi không bị chôn sống, trái lại đã giết thằng Què. Cam Thiên Lôi, tao phải giết chết mày. Giờ vẫn chưa đụng được vào hắn. Hắn bị cảnh sát bắt giữ rồi, bảo là vụ án hình sự. Vụ án hình sự. Vậy chắc kế hoạch của chúng ta có hiệu quả rồi. Nếu mà là như vậy, chúng ta có cái để chơi rồi. Cũng phải. Giết thằng nhãi này ngay thì hời cho hắn quá. Dám giết cháu của chúng ta thì chúng ta giết con gái của hắn. Sao nào, chi đội trưởng Hùng? Video này chắc chắn có vấn đề. Nhưng mà nó thật quá. Nói gì vậy? Vừa có vấn đề mà vừa thật quá. Rốt cuộc là tại sao? Anh xem, dù là chọn nguồn sáng hay cách quay chụp thì đều quá chuyên nghiệp. Chuyên nghiệp tới mức không sơ hở. Nhưng mà lúc nào mà không có chút sơ hở thì chính là sơ hở lớn nhất. Sao lại nói như vậy? Ví dụ như chúng ta quay bằng điện thoại, chắc chắn tay sẽ rung đúng không? Đúng. Nhưng mà anh xem, video này không hề rung giật. Vậy chứng tỏ chắc chắn không phải quay bằng điện thoại. Nhưng mà chứng cứ mang tính đột phá cụ thể tạm thời chưa có. Chỉ cần biết là giả thì dễ xử rồi. Tìm kỹ lại xem, giả vẫn là giả, che giấu tốt đến đâu cũng để lộ sơ hở. Hiểu rồi, vất vả rồi. Giờ thì cô và cha đứa bé vẫn còn sống, nhưng mà anh tôi mất rồi. Chúng ta không còn gì để nói nữa. Tôi hỏi lại lần nữa, tên thật của anh là gì? Hai Liều là tên thật của tôi, ba tôi đặt cho đấy. Tên không hay không phạm pháp, chắc anh biết. Chỉ vì anh có ý đồ mưu sát cảnh sát. Đừng nói nhảm nữa. Hai Liều này có hèn, nhưng mà vẫn chưa hèn tới mức đó. Tôi sẽ không nói gì hết. Đúng vậy, trước khi tới đúng là tôi khá sợ. Giờ đã bị bắt, anh tôi cũng mất rồi. Giờ tôi cảm thấy rất nhẹ nhõm. Còng tay của các người cũng không nặng lắm. Đây là cơ hội cuối cùng để anh xin giảm hình phạt cho mình. Tôi cũng tặng các người một câu: mau kết án đi, được không? Tôi không ra đó. Nguyện Lượng,
Cam Thiên Lôi là giết cháu anh là Dương Què. Anh muốn em giết Cam Tiểu Đoản bằng mọi giá.